Lâm Tivi xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2024. Trước mặt chúng ta đây là khu vực khu chợ chiều Mai An Vĩnh. Con đường chúng ta đang đi là con đường số 17. Tới xíu là cái ngã ba chợ chiều nè. Anh chị và các bạn ngày xưa ở khu vực này chắc có lẽ cũng rất rành. Tại lúc trước cũng có cô chú anh chị yêu cầu Lâm Tivi đi tới khu chợ chiều Mai An Vĩnh. Và trưa hôm nay thì Lâm Tivi mời anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục đi về một cái khu xóm nữa. Khu xóm hẻm 1283 Quỳnh Tấn Phát. Hẻm này thì nhìn trên bản đồ có cái hướng thông ra Lê Thị Chợ, các dãy chung cư ở đó, nhưng mà ngày nay không biết như thế nào. Và cũng có cô chú anh chị thắc mắc không biết cái hẻm này ngập dữ không ta, định mua nhà ở đây mà không biết có ngập quá không. Thì hôm nay mình đi thử. Và cái clip này thì cũng có nhiều cô chú anh chị yêu cầu ở khu vực chợ chiều rồi Quỳnh Tấn Phát. Rồi sẵn đây mình đi lòng vòng đây ha. Ở đây buổi sáng với buổi chiều người ta bán cũng nhiều đồ lắm. Ở phía trước có cô bán chè cũng rất là lâu năm ở đây. Cô bán ngay gốc cây nè. Thỉnh thoảng thì Lâm Tivi đi ngang đây cũng có mua ủng hộ. Cô bán nhiều loại chè lắm. Nhưng mà hôm nay chắc là không có mua rồi. Hôm nay mình đi lộn vòng ra hướng Quỳnh Tấn Phát ha. Ở chợ đây thì không có rộng, không có vài con đường thôi, vài gian hàng. Bên trái là con đường 37 chúng ta đang quẹo hướng về Lâm Văn Bền. Trên đường Lâm Văn Bền hướng phía bên trái thì có hồ Sông Tân rồi cư xá ngân hàng. Ở khu vực này thì nhà cửa rất là rộng nha, nhà nào cũng lớn lắm mà rất là đắt tiền. Theo giá mà Lâm Tivi cũng hay xem ở khu vực này là cứ một căn là khoảng trên dưới 10 tỷ, tương đương với nửa triệu đô. Ở đây là giao lộ Lâm Văn Bền, chúng ta sẽ quẹo phải. Ở nhà triệu đô ở các đất nước hải ngoại thì nó rất là khác ha. Còn nhà triệu đô ở Việt Nam thì nó cũng rất là khác. Nhà triệu đô ở Sài Gòn thì bình thường, nhưng mà cái khung cảnh nó không có giống như là ở các đất nước giàu. Ở nhà triệu đô ở hải ngoại bự lắm, rộng lắm, theo những hình ảnh mà Lâm Tivi xem được và cũng có nhiều cô chú anh chị chia sẻ. Ở đây cũng có nhiều con đường người ta cũng đang làm lại, nâng nền nó cao lên. Tại đây cũng hay ngập lắm nè. Ngập không phải ngập khi mà nước lên, không phải ngập thường xuyên, mà chỉ ngập khi mưa lớn kéo dài và ngập khoảng chừng vài tiếng. Ở hướng này là ra tới Nguyễn Thị Thập, chúng ta sẽ quẹo trái nha. Mấy lúc đầu khi mà quay ở quận 7 này, Lâm Tivi không có rành đường. Ở bên đây cảm thấy rất là xa và rất là nắng. Nhưng mà sau khi đi rất là nhiều những video clip về khu cư xá ngân hàng, Lâm Văn Bền, Mai Văn Vĩnh, rồi Nguyễn Thị Thập, rồi riết rồi khu này Lâm Tivi thuộc như lòng bàn tay luôn.
Và cũng có nhiều cô chú anh chị xưa ít khi đi qua quận 7 Nhà Bè này lắm. Đó, rồi xem riết rồi cũng biết được khu này nó sao luôn. Một lần bây giờ rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị, đặc biệt những cô chú anh chị ngày nào cũng cũng xem, ngày nào cũng gửi một lần bây giờ những cái bình luận, những cái tin nhắn, những lời yêu cầu rất là chân tình, rất là tích cực. Lâm TV rất là trân trọng và biết ơn. Bởi vì cái việc đi quay YouTube này, ngoài việc phục vụ cô chú anh chị, ngoài việc Lâm TV được đi khám phá nhiều nơi, được trải nghiệm thực tế, mà nó cũng có thêm một cái thu nhập. Thu nhập nói chung là cũng tùy lúc, tuy là không có nhiều, không có đáng kể so với nhiều kênh khác, nhưng mà Lâm TV cũng cảm thấy hạnh phúc. Và đôi khi bạn đồng nhỏ có tiền ăn kem, ăn bánh cũng rất là vui. Mà cô chú anh chị, đặc biệt là cô chú anh chị vui, thích, quan tâm là được. Chứ tiền bạc thì cái đó YouTube nó chi bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Lâu lâu có cô chú anh chị cũng donate thông qua cái nút cảm ơn phía bên dưới clip đó. Rồi Lâm TV cũng trích tiền đó ra, rồi đi đường nó gặp ai thì cũng chia sẻ. Nhiều khi đi vòng vòng thì thích được nhiều thứ chứ không mất gì hết. Lâu lâu tắm mưa, lâu lâu thì phơi nắng. Ở tới đây là giao lộ Tân Mỹ, quẹo phải thì chúng ta vô Phú Mỹ Hưng. Ở đây chúng ta thấy có một gian hàng bán trái cây nè, ổi nữ hoàng 25.000 ký, rồi xoài 25.000 ký luôn nè, chôm chôm nhãn là 50.000 một ký nè, xoài chấm mắm ruốc, có bán phụ mắm ruốc sẵn luôn, có trái hồng trứng nữa nè. Lâu lâu rồi xịt cho nó miếng nước, chứ thôi là nắng quá héo chịu không nổi. Ở Sài Gòn có lúc mưa liên tục, có lúc thì nắng cháy da luôn. Đặc biệt mùa này là mùa mưa ha. Mấy bữa mưa quá trời. Ở khu Quỳnh Tấn Phát với Nguyễn Thị Thập ở đoạn này cũng hay bị ngập lắm, nhưng mà khi mà nước lên cao dữ lắm mới ngập. Chứ đường bây giờ được nâng lên khá cao so với ngày xưa rồi. Hoặc là mưa mà mưa kiểu mưa lớn kéo dài á thì nó dễ ngập. Nhưng mà Sài Gòn thì ở đâu cũng vậy ha, ở đâu cũng có lúc mưa lớn cũng bị ngập đó. Như ở trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành nó còn ngập muốn gì. Còn ở đây là giao lộ Nguyễn Văn Linh, quẹo trái là đi tới khu chế xuất Tân Thuận, quẹo phải là đi ngang Phú Mỹ Hưng đi tới Bình Chánh. Bây giờ chúng ta đi thẳng qua bên đó là cầu Đa Khoa. Ngay cầu Đa Khoa bên phải thì có một khu xóm hẻm 103, hẻm 103 Nguyễn Thị Thập, khu xóm xóm bờ sáng của ngày xưa. Mới sao người ta đặt xóm bờ sáng nè, hay là cái dòng kênh sáng này là ngày xưa không có tên, bây giờ là mới đặt là kênh Cả Cấm. Quẹo phải là hẻm 103 đi vô khu xóm nhà trọ rất là nhiều ha. Cuối xóm thì có cái view nhìn ra con rạch,
rạch Cả Cấm và nhìn qua bên kia là khu Phú Mỹ Hưng. Xóm lao động bị bao vây bởi rất nhiều cái khu giàu. Xung quanh đây chị thấy building, biệt thự, khu đô thị cao cấp quá trời luôn. Bên phải có bệnh viện quận 7 nè, ở bên trái có chung cư Hưng Lộc Phát, ở bên phải có cái tòa nhà, ở dưới có siêu thị Go cũng là siêu thị Bixi á, siêu thị Bixi ở Thái Lan đông quá trời lớn luôn. Bixi ở Việt Nam thì không bằng. Hôm nay cái clip này thì đi lòng vòng các con đường rồi chia sẻ anh chị những thông tin, những cảm xúc khi đi đường của Vlan TV gửi đến tất cả của chú anh chị. Chút nữa chúng ta sẽ đi tới hẻm 1283 để nói hồi quên nữa. Tới đâu quên số hẻm. Ở trước mặt chúng ta đó là khu cầu Phú Mỹ đó. Đi cuối đường này là mình tới cảng rau, đường Đào Trí. Nhiệt độ bây giờ là khoảng 36 độ, nắng rất là chói. Con đường này kiếm cái bóng mát cũng khó, nó rất là ít nè, nó không có nhiều. Mà cây cối bây giờ người ta cũng cắt tỉa nó gọn, bóng mát cũng hiếm. Trên mặt là đó là cầu Phú Mỹ giao lộ Quỳnh Tấn Phát nè. Hẻm 1283 sẽ hướng bên phải hướng về cầu Phú Xuân. Hướng bên trái là chúng ta đi về cầu Tân Thuận, khu chế xuất Tân Thuận. Đây chúng ta đang về phải. Bên trái là số 681. Bên phải là số 560. Bên phải là số chẵn. Hẻm 1283 sẽ bên trái, số lẻ ha. Đường này thường xuyên có xe chở dầu, tại ở khu nhà bè thì có kho dầu, kho A, kho B, kho C, rất là nhiều kho đó nên xe dầu chạy đây liên tục. Đây cũng là con đường huyết mạch để vận chuyển nhiên liệu tới các trạm bán nhiên liệu lẻ lẻ ở Sài Gòn. Ở bên trái có hẻm 749. Bên phải có hẻm 630. Cô chú anh chị nào ở Quỳnh Tấn Phát, ngày hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại, nếu mà đã lâu rồi không có về nơi đây. Phía bên trái cũng rất nhiều khu đất trống, người ta chưa có xây dựng, chưa có sử dụng hết luôn đó. Ở quận 7 này đất rộng lắm. Quận 7 là khu được tách ra từ nhà bè. Còn quận 7 ngày xưa nữa thì nằm ở khu cầu Bà Tàng. Theo những thông tin mà Vlan TV tìm hiểu được, mà không biết có đúng vậy không ha. Có gì cô chú anh chị góp ý. Cũng có nhiều cái không rõ, khẳng định nhiều cũng hơi kỳ. Chủ yếu là hôm nay mình đi quay về khu xóm, đi ngang những con đường, những khu xóm hẻm để coi ngày nay có bị ngập không. Những câu hỏi như vậy thì Vlan TV sẽ trả lời bằng những video clip nó thực tế để bà con cô bác dễ hình dung.
chứ mình trả lời có hoặc không thì cũng nhiều khi cũng không biết, tại bên TV không có ở khu này đó, nên thành ra chia sẻ anh chị các bạn xem chơi ha. Đó, ngay đây là giao lộ Phú Thuận. Quẹo trái ở Phú Thuận này là chúng ta sẽ vô khu Nam Long, quẹo phải là vô khu Phú Mỹ Hưng. Đó, hai khu đắt tiền. Đó, còn đâu bờ Hồng Dịch của ngày xưa. Đó, ngày nay là con đường lớn ở quận 7 rồi. Đó, mới tới số 900 mấy à. Ta đi tới một chút nữa. À, không biết đã bao lâu rồi cô chú anh chị chưa có về khu xóm này. À, hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại ha. Và anh chị có anh chị định mua căn hộ ở đây, mua nhà ở đây thì hôm nay lại chúng ta lại có dịp đi khám phá ở đây, có những hình ảnh để tham khảo. Con đường Quỳnh Tấn Phát này thì ít khi bị ngập, nhưng mà những cái hẻm phía bên trái và phía bên phải thì hay bị ngập do là nước nó động, với lại nước lên cao quá là sẽ bị ngập. Do đường cao hơn hẻm, có những hẻm thì đã làm rồi, nâng cao rồi thì ít ngập hơn. Nhưng mà mùa nước nổi thì ở đâu nó cũng nổi. Ở đâu cũng nổi nước. Ở bên trái là hẻm 1015 rồi. Trời hơi nắng, nên Vi chạy hơi lẹ chút xíu. Sắp tới này ha. Trời nắng quá, mấy cô mấy chị bán trái cây, đồ ăn, đồ ven đường nè, ngồi chịu không nổi luôn, ai cũng trùm kín mít. Này 1069. Ở khu này có nhiều quán quán ngon lắm, bún bò hay bánh xèo gì cũng ngon lắm. Nhưng mà con đường này thì hơi bụi, ở đây có quán bún bò, có bún đậu khu Mạc Văn Khoa nè, 1121 Quỳnh Tấn Phát. Ở bên trái có 1135. Đó, anh chị nào mà thích bún đậu ở đây cũng có rồi đó. Ở bên phải thì có những khu đất trống người ta làm vườn, mà nước nó động quá do hơi thấp, mấy bữa mưa nữa, mưa kéo dài. Ở bên trái có khu building Di Villa 1177 Quỳnh Tấn Phát. Cũng có nhiều người ở, nhưng mà ban quản lý chung cư không có chăm chút cho lắm. Mà thấy nó cái bảng hiệu mà thấy nó đóng rông là biết rồi đó. Ở bên trái có ban chỉ huy quân sự, rồi tới trường Nguyễn Văn Hưởng. Họ đi ngang những căn nhà xưa của cô chú anh chị. 1283 đi tới xíu, đây tới 1205 rồi. Ở trên đường đi
thì đi ngang rất là nhiều những căn nhà mà anh chị rất là quen thuộc. Ở đây nhà cho thuê ở miếng đất lớn ngay hẻm 1134 nè. Một bên trái là 1211. Hôm nay thì lướt qua thôi. Cái nội dung chính hôm nay là 1283. Ở nhờ đi vậy mà Vũ Linh TV thấy được nhiều khách hàng ở đây. Có mấy khách hàng bán laptop, sửa laptop ở đây nè. Ở phía bên trái có một khu chung cư mà ngày nay đang đứng hình rất là lâu rồi. Đó, hẻm 1283 là phía bên trái rồi. Ta tới đây mình quay trở lại nha. Ở chỗ này có con lương, mình chạy tới xíu mới qua đường được. À, đi tới xíu là có giao lộ Hoàng Quốc Việt đó. Giờ này còn bánh trung thu nữa kìa, trời ơi. Giờ này mà còn các nhà hàng bánh trung thu ở đây nữa chứ, dữ thiệt. Bánh không còn, không biết còn hãng không nữa. À, bên phải là khu hẻm nè. Chúng ta chạy từ từ để anh chị có thể hình dung được khu vực này ha. À, nếu mà cô chú anh chị nào mà đang ở đây thì không biết khu này có bị thường xuyên bị ngập không. Hôm nay Vlan TV đi khám phá, đi tới đây để xem như thế nào. Có phải khu hẻm xưa của cô chú anh chị ở đây không? Đó, đầu hẻm có tiệm bán xe đạp. Bắt đầu đi vô hẻm nha. Đó, nhìn trên bản đồ thì hẻm cũng thông ra lên thị chợ, mà không biết thực tế thì ra sao. Đó, nhìn sơ thì ở đây có bị ngập đó, tại vì cái chân tường nè nó đóng rong luôn á. Mà không biết có đúng vậy không, chỉ có anh chị ở đây thì mới chính xác được. Đó, anh chị thấy cái chân tường, cái bờ tường á. Tới đây hẻm cùng của ta, chỗ này ngập hơi nhiều quá nha. Đó, có những nhà chị thấy người ta làm rất là cao là biết rồi đó. À, cái bậc thềm nè, khách hồn à. Thềm đứng tới muốn tới rúng luôn cái bậc thềm. Không biết ngày xưa anh chị ở hẻm nào. Ủa, căn nhà nào? Ở đây có địa chỉ 31 nữa ta. Ở cái hẻm, cái đoạn này là được nâng lên cao nè, cái đoạn này xuống dốc nè. Để lên TV hoành trở lại chắc hướng ra lên thị chợ.
chỉ 1247 rồi. Bên phải là 1200, ủa đây là 247 luôn. Thì 1283 thông ra 1247 hay ta. Tới đây 1225. Ở đây nhiều địa chỉ thiệt. Ồ, đây đường cùng hả? Ồ, đường cùng rồi. Đó, khu xóm trọ. Ờ, giờ thấy khu xóm trọ này. Dãy cửa bên phải. À, thôi chúng ta quay trở ra là này không thông ra được lên thị chợ rồi. Cái dự án đó chắc chưa có xong. Chúng ta quẹo qua đây thử. Đây nhà nào cũng rất là rộng ha. Nhà đẹp không ạ? À? Hơi ngập chút xíu. Ở đây có thông qua lên thì chợ được không em? Hướng này chắc ra đường lớn hả? À rồi, cảm ơn. Đây quẹo phải một cái, quẹo phải một cái. Ở đây mát mẻ quá ha. Đây là hẻm 12, ố 1321 rồi. Rồi mà đi bên hông cái khu chung cư Bảo Quang. Vậy là hẻm 1283 thì có ngập ha, theo những hình ảnh mà trên TV thấy nước động dưới chân tường á. Nhưng mà không biết thực tế thì như thế nào. Thì chắc có lẽ cô chú anh chị ở đây thì chúng ta để lại một phần bình luận phía bên dưới đó, để cô chú anh chị khác cũng có thể thấy được khu mình nó như thế nào ha. Rồi thôi, cái clip hôm nay đi dạo về khu xóm như cập nhật thông tin ở Quỳnh Tấn Phát trong hẻm 1283 gửi đến tất cả cô chú anh chị. Hy vọng Vô Linh Tuy cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với tất cả cô chú anh chị và các bạn. Giờ thì chúc chú anh chị và các bạn ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Đó, trước mặt chúng ta đang có gian hàng bánh trung thu Kinh Đô Hữu Nghị gì kìa, 100.000 hộp luôn rồi. Trời ơi.